Xin gửi lời chào tất cả anh em trên toàn quốc nhé. Bên em ngày nào cũng bên em lên video. Thì anh em chú ý xem video nhé. Thì bên em ngày nào cũng lên video, ngày nào cũng có máy để anh em lựa chọn. Nay anh em chưa chọn được máy này thì anh em chọn máy khác. Thì bên em máy mới máy cũ này, xe lưng tờ điện, motor, cẩu, quay. Rồi bên em bán rất là nhiều thứ. Anh em vừa xem kênh vừa đăng ký kênh nhé, cho kênh một nút like nhé, sau anh em xem lại video. Thì hôm nay bên em giới thiệu qua một chút nhé. Bên em có hai con Sirius giá rẻ này. Một con Sirius FI này có hơn triệu này. Con UAZS này, con UAZS, con UA này, con UA Alpha 204 và con Dream Việt nhá. Con Dream Việt kia thì bên em có một con ấy là hàng thanh lý nhá. Tháo xe nên là có giá hơn 3 triệu một chút thôi. Anh em về lấy đồ nhá. Thì cái số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em đây là em Lộc Quyết, em Bắc Giang nhá. Hai số điện thoại trực tiếp mua hàng nhá. 0364011683 hoặc 0983198883. Anh em nào có nhu cầu mua thì cứ alo trực tiếp cho bên em. Đấy, bên em thì cung cấp tất cả các loại rồi. Sau đây thì bên em sẽ vào sâu video và giới thiệu từng con một. Và bên em có mã nha các bác nhé. Các bác cố gắng xem hết video là xem có mã con nào thì giá tiền bao nhiêu. Thì bên em báo giá chuẩn luôn để anh em mua được nhé. Thì anh em cứ alo trực tiếp cho bên em, chốt cái anh em cọc trước 500 là bên em sẽ gửi hàng. Rồi, đầu tiên thì cái giá là con 2 triệu đây. Con này thật ra là bên em bán lỗ vào 500.000 con này rồi. Đây, thì con này là Sirius đời 2010 nhá. Sirius đời 2010. Con này thì nó sẽ đầy đủ hết cho các bác như là máy móc vẫn còn. Con này thì em cũng chưa rõ tình trạng nó chạm hay chưa nhá. Máy thì tình trạng chưa, nhưng mà em sẽ bao lỗ êm cho các bác. Máy lỗ êm không khoái nhá. Máy lỗ êm không khoái. Đấy, còn tình trạng thì đôi khi cũng có 2 triệu rồi thì các bác đòi nguyên zin thì thật sự với các bác là cũng không có. Đấy, nhờ anh em lưu ý mã của nó là 68 nhá, giá 2 triệu đồng. Mã 68 2 triệu đồng nhá, em quay kỹ một chút nhá. Thì máy em với em vẫn bao lỗ nhá. Thì con này là côn zin điện zin. Vách giữa chơi trẻ. Đây. Anh em nhìn cái vách cái côn này. Đấy. Còn phần đầu có khi là đôi khi nó cũng chạm rồi thì em không để ý. Con này IP5, con này là con Jupiter nhá. Jupiter. Đấy, IP5. Còn này con nếu mà mã IV ấy, thì nó là Sirius. Mới lại cái này nó cao hơn này. Nó thấp hơn nó sẽ là con Sirius, thấp hơn là Sirius nhá. Đấy thì cái này chế lô này. Con này thì về bác lắp Sirius thoải mái nhá. Con này là ống hơi. Rồi, thì video thì em giới thiệu sơ qua thôi. Anh em cảm thấy ok thì anh em mua nhá. Thì con này nó kèm theo hết cho các bác là dàn điện nhá, IC con nạp, cần đạp, cần số và không có lọc gió nhá. Đấy, anh em mua thêm lọc gió thì anh em thêm tiền. Đấy, một con này chỉ giá 2 triệu bao ship nhá. Rồi tiếp theo con thứ hai. Con này thì nó sẽ tình trạng nó sẽ bên em sẽ bán bao zin hết cho các bác. Con này là con này thì nó đẹp hơn một chút nhá. Thì con này cũng con này là IV nhá, con này là IV5. Con này đời 2010 nhưng mà máy cái đời 2010 thì máy cực chất rồi. Máy thì nó không có gì để hỏng cả. Đấy, con này thì bao zin nha các bác nhá. Máy bao zin. Bao zin bao lỗ êm nhá. Thì con này zin thì bên em sẽ giá khác. Đấy, con này giá 3 triệu nhá. Bớt cho các bác 200 còn 2,8 triệu này. Mã 95 nhá. Mã 95 thì nó xem này. Côn zin này, điện zin này, vách giữa chưa trẻ này, đầu bò chưa rớt nhá. Đây, đầu bò chưa tháo, đầu bò chưa tháo nhá. Đời 2010. Chế thì nó sẽ kèm theo là cần đạp, cần số, chế khí, dây điện nha, đầy đủ hết. Cần đạp, cần số, chế khí, dây điện đầy đủ hết. Nếu các bác lấy là bên em sẽ cho đầy đủ hết nha các bác nha. Cái mã của nó là 95. Mã 95 nha các bác nha. Đấy, thì con này zin hết đây. Cái nắp chỉnh cam cò này nó còn chưa mở cơ. Đấy, nên là con này cực kỳ ngon nha các bác nha. Con này đời 2010 này. Đấy, côn zin điện zin, vách giữa chưa trẻ, củ đài êm, nhẹ cái lỗ nhá. Đây, số thì em qua số một chút nhá. Đấy. Đấy, một tay hơi khó. Đấy. Số trước nó vẫn ngon nha các bác nhá. Rồi, một kèo thơm nữa cho các bác nhá. Thì con này thì thật ra là các anh em sửa xe hoặc là thợ sửa xe nhá. Thì là cảm thấy ok thì anh em mua được con này này. Bình thường là con này là con Sirius nha các bác nhá. Thì anh em sửa xe nó là con Sirius FI. Thì con này sẽ không có dàn điện nhá. Thì anh em nào mua về đôi khi nó hỏng cái đầu bò này, cam cò này. Thì anh em về anh em thay nhá. Con này Sirius FI bán với mức giá là 1.600.000 1.600.000 nhá. Thì anh em 1.600.000 thì bên em bớt cho các bác 100 còn 1.500.000 là bao ship. Đấy, con này là mã 8338 nhá, BL38 nhá. Thì là BL38 thì là cái này nó vẫn còn zin này, máy vẫn còn lỗ ngon nhá.
À được. Con này em chưa rõ tình trạng nó độc cục máy không nhá các bác nhá. Thì về anh em khi đôi khi là tháo máy ra nó hỏng vách giữa này, vách bên này này, cụ đề này. Anh em về anh em thay thế giá 1,5 triệu. Còn nếu mà anh em có cái xe của mình rồi nhá mà nó ra khói quá là nhiều, máy nó không chạy êm nữa, thì các bác thay vào cái là vẫn chạy ngon nhá. Vẫn là chạy ngon nhá các bác nhá. Thì máy vẫn nó còn lủ khá là êm đấy các bác. Đấy, con này giá có 1,5 triệu thôi. 1,5 triệu nhá. Con này là BL38 thì anh em cảm thấy ok được thì anh em mua nhá. 2014. Con này đời 2014 nhá. Đấy, Sirius những cái dòng FI này thì toàn đời cao thôi. Máy đời cao FI nhá các bác nhá. Phun xăng điện tử đó. Thì nó độc cục máy không nhá. Các bác lưu ý độc cục máy hộp đề này, cốt máy này. Các bác nhìn nó vẫn còn đẹp đến 90% nhá. 95% ạ. Rồi, thì em quay sơ qua thôi. Rồi, tiếp theo đến con thứ ba ngày hôm nay. Ui giời ét này. Ui giời ét nhá. Anh em vừa xem kênh, yêu quý kênh thì anh em cứ đăng ký kênh và sau này xem video ngày nào bên em lên video. Đấy. Giới thiệu các bác là con Ui giời ét đời 2008, Ui giời ét đời 2008 nhá. Con này thì đây, bình xăng zin này, bình xăng Kenhin nhá. Đầu bò chưa chạm nhá. Đầu bò chưa chạm. Đấy, KM5 này, phun zin điện zin. Đấy. Và cái cốt máy nó sẽ đạt đến 95% nhá. Phun đây như em quay qua cái con này hình như là cũng có thể là nó bị chạm côn rồi các bác nhá, tại vì nó thể thay búa nhá. Đây này, phần này nó sẽ là côn tải này, phần này trên là búa, thì trong cái búa đấy nó có quả chuông thì nó mòn cái chuông đấy vì nó sẽ bị trợt đi. Thì là kiểu gì thì anh em thay vào cái là ok thôi. Thì đôi khi nó chỉ cần thay một cái con đấy thôi mà cái đấy nó chỉ có 100.000 thôi các bác nhá. Thì nếu mà các bác thay vào cái là nó xe lại chạy mượt bình thường, chứ còn phần Honda cái phần côn tải của nó vẫn còn ngon đấy các bác nhá. Đấy nên là đôi khi là chạm rồi thì là nó cũng để chốt là cái quả này này, đầu bò chưa chạm này, máy lổ êm không có khói, quả không lắc nhá, quả không lắc này, và chế Kenhin luôn nhá. Thì con này giờ em đang chào bán nhá các bác là 3,8 triệu đồng. Con này mã số 8 nhá, 3,8 triệu em bớt các bác một còn 100 còn 3,7 triệu nhá. Đấy, chế này, cái cốt máy các bác nhá. Con này thì đảm bảo các bác nó còn đến 97% cốt máy nhá. Đấy, cốt máy nó 97%. Còn máy thì bên em vẫn cam kết với các bác là máy lổ êm không có khói nhá. Thường này các bác là về là có con xe rồi thì anh em ấy, con này không có phụ kiện thì các bác nhá, lưu ý nhá, không phụ kiện. Nếu mà các bác thích thì bên em sẽ kèm cho cái phụ kiện, kèm theo cho các bác là mô bin sườn này, IC con nạp tàu nhá. Đấy, con này IC con nạp tàu này. Đấy các bác lưu ý nhá. Thì những cái này thì các bác lưu ý là nếu mà cảm thấy ok thì các bác mua nhá. Đấy, 3,7 triệu đồng này. Con này thì nó gác lên xe để em tả nhá. Đừng quay kiểu đấy nó chói, bị chói. Là anh em cắt đây đi nhá. Cắt đây đi, anh em lắp Ui Zin được hết nhá. Lắp Honda Ui 202 này, 203, 204, 205 hay là thì mê con Super Zin. Nếu anh em nếu mà cắt cái này đi thì lắp máy Zin hoặc là đổi củ chế của thằng nhá. Thì là anh em lắp được luôn, chế là chế xịn luôn nha các bác nhá. Rồi, tiếp đi. Rồi, tiếp theo một cái kèo nữa để các bác là cảm thấy ok mua được con này. Con này giá 3 triệu nhá. Mã 27 nhá. 27 mã đây, con này đầu bò HVN40 này. À 10 nhá. Thì con này cũng chạm rồi, em báo là chạm rồi nhá. Con này nó cái thằng thợ đôi khi gặp những cái thợ nó không cẩn thận ấy, nó đi keo nó phồng phành quá. Nên là con này chạm rồi nhá, thì em sẽ báo cho các bác là đầu bò xịn này, hơi xịn này. Và côn thì côn nó cũng chạm rồi. Đấy, tình trạng thì em cũng báo là chắc chắn là nó cũng thay búa rồi. Đây, bù đề Mitsuba nhá, bù đề Mitsuba nhá. Thì anh em nào về thì đây, vách giữa chưa trẻ nhá. Thì cái dòng đời như này nó vách giữa cực kỳ dày đây này. Cốt máy cực kỳ dày nhá, cốt máy đạt 95% này. Đấy, giữ máy cái. Đấy, số này. Đấy, bác thấy ngọt chưa? Ui, con này giá thật sự với bác là giá 3 triệu. Con này giá 3 triệu quá đẹp chưa? Đời 2006, 2007 đấy. Đấy, để chế thì chế Kenhin hàng lô rồi. Chế hàng lô cho các bác nhá. Thì cái này nó vẫn lổ, vẫn ngon đấy. Đấy. Con này thì em sẽ cam kết cho các bác là đầu bò zin này, hơi xịn này, côn xịn, điện xịn nhá. Chứ còn nó cũng đã bị tháo rồi. Đấy, còn giá 3 triệu anh em lắp Ui Zin tàu. Về khỏi phải nghĩ luôn. Đã được cái anh em lắp Ui Zin tàu, Ui tàu nhá. Quá là ngon luôn. Mã 27.
giá 3 triệu nhá. Anh em thiện chí lấy thì anh em cứ điện trực tiếp cho bên em nhá. Điện trực tiếp với số điện thoại này thì đôi khi là anh em ưng được thì anh em cứ điện trực tiếp số điện thoại là bên em có thể nếu mà anh em là chốt rồi không thì em sẽ bớt cho các bác một chút nhá. À đây, theo nó lại còn ngon đây, theo IC con nạp, IC con nạp con đạp con số nhá, mô bình sườn này. Rồi thì em quay nó cũng nhanh thôi. Đấy các bác ưng được con nào thì các bác mua nhá. Rồi tiếp theo con Uy đời 25 nhá các bác nhá. À 23 24 gì đó. Con này nhá, thì con này em sẽ bỏ thêm một cái dàn điện xịn của nó. Đây, điện xịn nhá, IC con nạp dây điện cực kỳ đẹp nhá các bác nhá. Thì con rồi. Thì con cái này bỏ rồi. Cái này thì em đây, make in Thái Lan này. Đấy, IC con nạp. Con này các bác ấy nhá, con này là đời cao nhá, máy đẹp. Con này đời 2014 nhá. 14 thì con này giờ em đang bán chào bán cho các bác là 4.700.000 đồng. Cốt máy các bác nhìn đẹp chưa này? Đấy, quá đẹp luôn. Con này UEFA đời 2014 nhá. Đây. Các bác nhìn này, đấy, ốc điếc vẫn còn đẹp nhá. Đấy, con này chưa ra, con này máy zin nhá. Củ đề thì nó vào đây. Củ đề Thái nhá các bác nhá, Mitsuba củ đề Thái nhá. Đấy, con này đầu bò HVN41 này, con này đời 2014 nhá các bác nhá. Đấy, còn anh em cảm thấy ok thì anh em mua nhá. Đầu bò là HVN29 này. Ôn zin điện zin vách giữa chưa trẻ, máy cực kỳ ngon. À, theo cần đạp con số IC con nạp và chế hòa khí nhá. Rồi tiếp đi. Con này là mã D08 nhá. D08. Giá của nó là 4.7 triệu nhá các bác nhá. Rồi, tiếp theo con một con UEFA 202. Con này thì bên em cũng cam kết cho các bác là máy êm ngon. UEFA đời 204 nhá. Con này zin cả xe, zin cả máy nhá. Đây này, cái chế nó cũng dễ zin nhá. Đấy, con này chưa trẻ nhá. Con này nếu mà cái dòng đời cũ này thì chả mấy khi em kiếm được đâu. Chẳng qua là con này em con này zin nhá các bác nhá. Cam kết bác zin 1000%. Đấy, cốt máy này. Cốt máy con này đẹp nhá, 204 mà nó chạy đến nó cũng còn được 95% đấy các bác nhá. Đây là cực ngon rồi. Đây côn zin điện zin này. Nó ngon ở cái là cái côn zin điện zin này. Đấy nên là giá nó mới cao nhá. Thì con này bên em nhập vào bây giờ về lãi được đúng 200.000. Đấy các bác nhìn này. Đây. Con này mộc bên em chưa vệ sinh nhá. Còn con này thì cực kỳ ngon rồi. Con này 204. Nếu mà để nó đấu thì nó ngang với anh em lắp vào Dream Việt nhá. Thì nó cũng ngang tầm như thế đấy. Thì nó cũng không rẻ đâu. Tại vì cái dòng đời này máy nó lại chuộng. Nó cực kỳ bền luôn các bác nhá. Cái này cực kỳ bền. Hôm nay em gặp một cái trường hợp là con Uy ZX đời 2018-19. Nó bị để cái chân cong thế này này. Thế là người ta gõ một phát. Thế là bục luôn cái lốc máy này. Thì nhưng mà cái riêng cái dòng cái đời cũ này các bác gõ thoải mái. Vì cái nhôm nó cực kỳ dày. Đấy, bây giờ là cái máy đời mới nó hay bị ăn bớt. Nên là nhôm nó mỏng. Những cái đời cũ này các bác ạ. Máy cực kỳ đẹp bền, ngon luôn. Rồi. Theo cần đạp con số IC con nạp nhá. Đây. IC con nạp xịn này. Cần đạp con số dây nguyên bản của nó các bác nhá. Con này là mã của nó là BL36 nhá. BL36 nhá các bác nhá. Giá 4.9 triệu. Bớt cho các bác 100 còn 4.8 triệu nhá. Đấy, 4.100 còn 4.8 triệu. Thì anh em cứ xem ok được thì anh em đặt nhá. Rồi con này thì bên em cũng không muốn bán lắm. Đấy cái giá thì nó cũng rẻ thôi. Con này 3.5 triệu nhá. Đó là đề lô. Con này là VK1 nhá. VK1 con này thì báo các bác là con là Super Dream Việt. Con này đời 2012. Nhưng mà đời 2012 nhá các bác nhá. Thì con này báo các bác là nó chưa chạm này. Đây nhìn cái tai thỏ này chưa chạm. Thế nhưng mà biết các bác biết tại sao con này là nó ở hàng, nó bắt ở công an nhá. Thế nên là chủ bỏ, thế là để ngoài bãi các bác. Cái này nước sơn này, đấy các bác nhìn này. Là để bãi nhưng mà cái nước sơn nó cực kỳ bẩn. Nên là con này em chưa bỏ ra, chưa rõ tình trạng máy. Nhưng mà cam kết các bác là con này cốt vẫn còn ngon, cốt không nhá. Máy zin cốt không. Đọc cái đầu bò bên em bán hơn 2 triệu rồi. Đấy còn chưa tể cuộn điện này, vách này, côn này. Đấy bác nhìn này, côn zin điện zin này. Nếu mà các bác lấy được con này thì đọc cục máy không bán cho các bác 3.5 triệu nhá. Còn không là em cũng để. Đấy các bác là ưng được các bác mua, còn không thì bên em cũng để là bên em giữ đồ đây 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 đây. Đây là được cái chế xịn này, cái chế xịn này mua đọc cái không chế xịn đã 500.000 rồi. Đấy. Thế nên là bán con này thì thôi em đã chót giá báo giá 3.5 triệu rồi.
các bác nào mua được thì bên em vẫn cứ chốt bán luôn. Cái này em chưa rõ tình trạng nhá, em chưa rõ tình trạng để các bác về các bác tự bổ ra nhá. Còn cam kết các bác này, đây này, nhìn này, côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ, củ đài lai và đầu bò zin nhá các bác nhá. Đọc cái cam cò các bác bỏ ra các bác bán đã ngon rồi. Đây, đầu bò HVN49 này, nếu anh em thợ là cực kỳ ngon, hoặc là anh em mà về mà muốn sang cái vách hoặc là ấy thì con này nó quá xịn luôn này. Đấy, chẳng qua thằng em nó vừa nó đánh mã rồi thì thôi em cũng để em quay. Chứ còn con này thì cũng không muốn bán lắm. Rồi ok nhá, thì các bác kết được cái con nào thì các bác mua trực tiếp cho bên em nhá. Quyết Bắc Giang 0364011683. Hân hạnh chào tất cả anh em cùng tất cả các bác.